Rồi, hello, xin chào tất cả anh chị em cô bác trên kênh YouTube của Chợ Bầu Phúc Lộc ha. Thì lời nói đầu tiên em xin gửi lời thân thương chừng mến đến quý khách hàng anh chị ha. Thì như lời hứa là em về bữa nay là nhằm ngày 26 Tây, 24 Tết mình ha. Em có nhập về lô bò tầm khoảng mười mấy con nè, nguyên dãy bò mới chát luôn, thì phục vụ Tết cho anh chị em cô bác ha. Thì xe này là xe cuối nghỉ Tết rồi ha, thì em cũng báo giá luôn, em cũng chút xíu em cũng báo giá luôn. Em quay cận cảnh mà từ con chi tiết đi. Bò này là bữa nay ai có nhu cầu mua bò ngé mini đó ha, là kêu bằng khỏi chơi luôn nha. Bò tuyệt vời ông mặt trời luôn ha. Thì em cũng xin báo luôn là mùng 2 Tết em chạy của anh Phúc cũng có về bò khai trương phục vụ Tết cho mấy anh em nuôi dỗ béo ha. Mấy anh em nuôi dỗ béo số lượng lớn ngoài tỉnh đó, thì nên cân nhắc mùng 2 Tết năm nào cũng vậy, chạy của anh Phúc cũng có khai trương, và mấy anh em muốn mua bò thì chạy ra ngay chạy đi ha, mùng 2 Tết ha. Thì năm nào như mọi năm mùng 2 Tết là khai trương bán rồi, còn bò hịch bò lứa của em thì mùng 6 ha. Mấy anh em nên cân nhắc nhớ kỹ, ai có mua thì đợi em mùng 6, gọi lên số điện thoại trong màn hình 0965185252 cũng là số Zalo luôn ha, để kết bạn số Zalo để mùng 6 Tết đó mấy anh em cho em xe đi khai trương mở hàng đi ha, cho nó ngọt ha. Thì mấy anh em mua bò lứa, bò thịt, dỗ béo gì đó thì nên nhớ là mùng 6 nha. Còn đây là bò ngé của anh Phúc, thì bữa nay về xe cuối là ngày xe nghỉ Tết 24 Tết. Thì mùng 2 là như mọi năm thường lại là anh khai trương bò ngé ha. Mấy anh em nào có mua ra chạy nha. Rồi tầm tiền cũng nhỏ xíu à, bữa nay bò mini quá trời đẹp luôn. Chân móng mà hoàn thiện hình tướng nè ha quý vị. Đấy. Bò quý vị có muốn mua đó, con nào hay cặp nào đó thì mọi người coi lên số trên mình ở đây, số đích đi đó, số từ con đi, xem hình tướng kỹ càng rõ ràng đi, rồi gọi lên số màn hình trên số điện thoại cho mình ha, rồi để được ba em báo giá. Rồi nếu mà quý vị mua xa ngoài tỉnh đó thì mua đủ số lượng chạy em sẽ bao tiền xe về tới nhà luôn ha, đủ số lượng. Còn nếu mà mua khoảng tầm 3-4 con, 4-5 con rồi đó thì phụ tiền xe với nhau, rồi tiền xe cũng không có nhiều nhỏ gì đâu, người 1 triệu mấy à, không có nhiều nhỏ gì đâu ha. Thì cuối năm rồi, cũng như là chuẩn bị bước sang năm mới, em sang thay mặt Chợ Bò Phúc Lộc thời gian vừa qua em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em trong và ngoài tỉnh luôn luôn ủng hộ chạy bò ha. Thì năm mới chúc mấy anh em trên kênh của Chợ Bò Phúc Lộc thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống ha, và tiền vô nuôi như nước ha, nuôi bò ngày càng phát triển mau lớn nha. Rồi mấy anh fan Tây Ninh thì có mua bò thì mùng 6 bắt bò lứa, bò dỗ béo đó, bò lớn đó thì mùng 6 nha, còn bò ngé thì mùng 2 em khai trương lại bán như mọi năm vậy. Thì mới vừa đổ xuống xe luôn quý vị ơi, dắt xuống chuồng cho nó nghỉ ngơi, đang may có anh em nào chấm điểm đó cái mình đóng xe đi ha. Đây giờ nay là ngày 26, rồi ở dưới là vô 24 Tết rồi, chuyến này cũng như là chuyến về anh Phúc về xe chuyến cuối rồi, nghỉ Tết ha. Rồi bắt đầu là mùng 2 khai trương lại, mấy anh em nào muốn mua bò ngé thì nhanh tay mùng 2 chạy ra chạy ha, để được những phần quà và khai trương cho nó được có giá ưu đãi ha. Thì đây Chợ Bò Phúc Lộc nằm ở sát mấy đường, bên tay trái đây là hướng đi về Châu Đốc nè, đấy mép bên cây mai nè, bên tay trái này là hướng đi về Châu Đốc tầm khoảng 20 mấy 30 cây nữa à. Còn bên tay phải, bên góc tay phải bên màn hình nè, đấy là xuống Long Xuyên, khoảng nửa chặng Châu Đốc, nửa chặng Long Xuyên